Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc Nếu các bạn đang tìm một cái mẫu tai nghe mà cho chất âm tốt trong tầm giá khoảng tầm 500 nghìn đi Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một bạn một cái sản phẩm mà theo mình nghĩ rằng các bạn chắc chắn sẽ quan tâm đấy Đó chính là cái mẫu tai nghe LG Tone Ultra này Một cái sản phẩm mà giá ghi ở đây 1 ,8 triệu 8 Tuy nhiên ấy, thì bạn mua mức giá chỉ là khoảng tầm 5 đến 600 nghìn mà thôi Theo mình nghĩ đây là họ để giá cao quá rồi không bán được Thì bắt đầu là bán ra bên ngoài thôi và hôm nay thì chúng ta hãy bắt đầu đánh giá xem là cái tai nghe LG Tone Ultra này chất âm cũng nhà cái độ hoàn thiện và những cái tính năng của nó sẽ như nào nhá bắt đầu video thôi đầu tiên ấy, về thiết kế thì mình thực sự thấy thích em tay nghe này đây nó chính là cái sản phẩm mình đeo ở cổ từ nãy đến giờ nó thực sự là một cái thiết kế rất là hay và thú vị tuy các bạn nhìn đấy nó sẽ chỉ là bình thường như mũng tay nghe khác mà thôi nhưng mà nó sẽ có cái phần tai nghe rút này đấy thực sự rất là hay và thú vị như kiểu lồi cơ điện luôn cực kỳ hay luôn và đây là một cái điểm mình rất thích ở cái mẫu tai nghe này khi mà cái phần dây của nó sẽ vô cùng nhỏ gọn cũng như là các bạn không bị vướng víu. Cá nhân mình khi đeo những cái mẫu tai nghe dạng neckband này, tức là các bạn đeo lại tai nghe dạng vòng cổ ấy thì thực sự khi mà những cái mẫu tai nghe này dây nó cứ lỏng thỏng ấy, rất là khó chịu luôn như các bạn đi lại lại nó cứ lúc lắc lúc lắc nó cực kỳ khó chịu nhưng mà với mẫu tay nghe này thì mình sẽ không gặp phải cái vấn đề đấy và cá nhân mình thấy đây là một điểm hay cũng như là thú vị của em tay nghe này dây nó không bị lòng thòng cũng như là giảm thiểu bớt những tình trạng như kiểu các bạn vướng dây vào đâu đó nhưng mà có một điểm mình thấy hơi băn khoăn đây đó chỉ là dây của nó các bạn nhìn xem nó mỏng như kiểu sợi lúa vậy nhưng mà ban đầu khi mình nhận ấy mình khá quan ngại về cái độ bền của nó nhưng mà sau so khoảng tầm 3 hôm sử dụng mình thấy rằng cái dây này chắc các bạn thực sự chắc nếu các bạn đã cầm qua những loại dây như kiểu dây cước ấy thì em này cũng kiểu vậy vậy thôi mỏng nhẹ nhưng mà vấn đề độ chắc của nó thì thực sự rất là cao còn về độ hoàn thiện ấy, thì mình thấy rằng độ hoàn thiện này tất nhiên tương đối tốt rồi Bởi vì ban đầu ấy, nó bán tầm giá 1 triệu 8 mà bây giờ còn khoảng tầm 600, 500 Thì thực sự là cái độ hoàn thiện của nó mình đánh giá ok Từ những chất liệu nhựa cũng như là khi bạn sờ vào Thì thấy rằng nhựa của nó tương đối là ổn Và nếu mà các bạn nhìn vào những phần như kiểu phím bấm ấy Hay là những cái như kiểu cổng sạc thì thấy rằng nó được hoàn thiện rất là tốt Và chúng ta không thấy những chi tiết như kiểu rẻ tiền, kiểu nhựa nó gờ gờ lên đâu Cứ loại rẻ tiền như vậy, còn loại này mình đánh giá rất là ok và chúng ta cũng sờ vào những cái phần tay nghe hay là những cái phần dây ấy, thì thấy rằng nó cũng được hoàn thiện rất là ổn bởi vì nếu mà không ổn ấy nó thừa ra những cái chi tiết thì chắc chắn là cái dây này vài ba hôm là đứt thôi nhưng mà dù sao ấy, thì mình thấy ra rằng trong cái tầm giá khoảng tầm năm trăm thì đây là một cái sản phẩm nó có độ hoàn thiện có thể gọi là ổn đấy và tất nhiên là nếu mà nào muốn sở hữu em tai nghe LG đấy, chưa kể nó còn hợp tam với cả JBL nữa nhá. Thì theo mình nghĩ thời gian sắp tới là ngày 11 tháng 11 là thời gian mua hợp lý nhất. Khi mà mức giá 500 000 chưa là gì cả, thậm chí chúng ta sale xuống còn sâu hơn nữa chỉ khoảng tầm là hơn 400, chắc là tầm 480 chín gì đấy. Nhưng mà dù sao đó cũng có một mức giá nó quá hợp lý rồi. Và link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả để bạn dễ dàng tham khảo nhá. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi nói phần khác, ví dụ như là kết nối, delay hay chất âm. Trước khi nói về cái phần đó chính là kết nối của việc độ delay thì mình thấy rằng em này nó cho khả năng đeo tương đối tốt cũng như là không bị khó chịu trong quá trình sử dụng. Bởi vì bản thân mình mình đeo thấy rằng thậm chí đôi lúc chúng ta cảm tưởng như là nó không đeo trên cổ vậy bởi vì cái trọng lượng của nó cũng không quá nặng. Thêm một điều nữa đó chính là chúng ta không bị vướng víu bởi những cái phần dây nó dính vào nhau như này, rất là ảnh hưởng cũng như là gây khó chịu. Mà mình thấy rằng ấy, cảm giác đeo cái này tốt, cũng như là những phần nhựa đấy nó không gây khó chịu trong quá trình các bạn sử dụng thậm chí là các bạn có ra mồ hôi đi nữa còn về cảm giác đeo khi lên tai thì mình thấy rằng thực sự em tai nghe đeo rất là phí tai và thiết kế của nó thì cực kỳ là nhỏ gọn luôn các bạn đúc vào tai cực kỳ dễ dàng tuy nhiên có một vấn đề mà mình không thích đây đó chính là khi các bạn kéo ra cảm giác nó nhỏ quá nó thọt sâu vào trong tay quá thành ra đôi lúc ấy thay vì mình chặn tay mình kéo ra thì mình sẽ phải giật cái dây để ra này thì cũng hơi phức tạp một tí nhưng mà cá nhân mình thấy thì cảm giác đeo của nó rất là thoải mái luôn không gây khó chịu hay là vướng víu gì cả đây là một cái điểm cộng của mẫu tai nghe này còn về kết nối ấy, thì em này sử dụng chuẩn bluetooth 5.0 và qua quá trình sử dụng thì mình thấy rằng nó kết nối tương đối ổn định cũng như là không hiện tượng như đứt tiếng hay là mất kết nối trong những cái trường hợp mà mình đã sử dụng như kiểu xem phim nghe nhạc hay là những cái trường hợp khác Tuy nhiên thì về cái độ trễ nó tương đối là cao và theo mình nghĩ là các bạn chỉ sử dụng cái em tai nghe này trong điều kiện như kiểu là các bạn nghe nhạc hoặc xem phim thôi nhưng mà không kiểu là như kiểu bạn xem YouTube mà tiếng một nơi mà hình một nơi đâu nhá nói chung là nó vẫn tương đối khớp nhưng mà nếu mà để các bạn chơi game ấy thì tất nhiên là không rồi đây không phải một mẫu tai nghe để cho hiện tượng và chia chơi game mà các bạn chỉ nhu hướng đến nhu cầu đó chính là nghe nhạc cũng như đàm thoại mà thôi còn bây giờ thì mình sẽ nói về cái yếu tố đó chính là chất âm nhá cá nhân mình giá thì trong tầm giá 500.000 đây là một em tai nghe cho chất âm tốt khi mà so sánh về những sản phẩm cùng thể loại hoặc cùng phân khúc. Điểm cộng đầu tiên của nó đó chính là chất âm trong trẻo, chi tiết tốt và có độ sâu nhất định. Nếu mà bạn thích nghe những thể loại như kiểu acoustic, R&B hay Boreo ấy, thì đây sẽ là một cái mẫu tai nghe thích hợp vì giải mít của nó đẩy lên cao, nghe ấm và rất truyền cảm luôn. Tổng thể về chất âm ấy thì mình thấy rằng em này có giải bát đánh chắc, gọn và có độ này tốt nhưng mà nghe không kiểu bị mỏi cũng như là không bị lấn sang những cái giải khác quá. Còn chép khi đẩy lên cao mình cảm giác là nó hơi chói nhưng mà không bị vỡ tiếng hay bị rè, rung như kiểu một số cái mẫu tay nghe khác. Ngoài ra âm lượng em này cũng rất là to Bản thân mình nghe bình thường ấy, chỉ mỡ khoảng tầm 50% mà thôi Ngoài ra âm lượng của em này cũng rất là to Bản thân mình bình thường nghe chỉ cỡ khoảng tầm là 50% mà thôi Chứ không dám đẩy lên những mức cao quá như 75 hay 100 Bởi vì khả năng cách âm thụ động của em này cũng tương đối tốt rồi Trong tầm giá 500.000 thì mình thấy rằng đây là một em tai nghe cho chất âm tốt Theo mình đánh giá thì trong cái tầm 500.000 đây là một em tai nghe cho chất âm tốt Và tất nhiên thì theo mình nghĩ đây cũng là một cái thành quả của sự hợp tác giữa LG và JBL Chính vì thế mà chất âm của nó trong tầm giá khoảng tầm 500.000 thôi Tất nhiên là 500.000 sau khi sale các bạn nhá Chứ giá bình thường 8 triệu tám này đấy nhưng mà dù sao đây cũng là một em tai nghe cho khả năng chất âm đánh giá là ok và cuối cùng sẽ là về thời gian số theo nhà sản xuất công bố ấy đó lg họ nói rằng em này sẽ có viên pin dung lượng là 210 trăm mươi mah cũng như là có thể sạc đầy trong vòng 2 tiếng và thời gian sụng liên tục của nó có thể lên đến khoảng tầm 13 tiếng tuy nhiên cá nhân mình tất nhiên là không bằng nghe đến 13 tiếng một lúc cả đeo xong nghe xong 13 tiếng chắc là bị thần kinh mất nhưng mà mình thấy rằng đây là một em tai nghe có thời gian sụng pin tốt cũng như là mình nghe liên tục khoảng tầm 3 ngày thì mình thấy rằng nói chung là mình nghe trong cái thời gian làm việc nghe khoảng tầm hai ba tiếng một lúc rồi nhá nghe khoảng tầm 3 ngày thì nó mới có cần sạc lại chứ ai điên mà nghe một lúc 13 tiếng sợ hơi đâu tuy nhiên về cổng sạc ấy thì em này sẽ chỉ dùng cái cổng đó chính là micro mà thôi chứ không phải cổng tai c si. nhưng mà dù sao nếu mà tầm giá một triệu tám em này không trang bị cổng tai c si thì mình sẽ chửi nhưng mà nếu tầm giá 500 trăm nghìn mà trang bị cổng micro thì nói chung đấy là một điều chấp nhận được Ờ Tóm lại thì trong tầm giá 500k thì mình ra rằng em này ok nhất đó chính là về phần chất âm Còn những cái khác thì mình nghĩ ra cũng ở mức ổn thôi Tiếc cái là không có kháng nước khá bụi và các bạn nghĩ sao về em tai nghe này? Tất nhiên nếu bạn nào muốn mua ấy, thì theo mình nghĩ là các bạn hãy để dành đến ngày 11 tháng 11 nhá. Shopee họ chung là họ sẽ sale nói chung kịch sàn luôn. Và link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả bạn dễ dàng tham khảo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhớ like cũng như là subscribe của mình nhá. Bây giờ bye bye.